Xin kính chào toàn thể quý bà con, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Mời bà con, quý vị và các bạn hôm nay cùng chúng tôi tham gia cùng với một trạm phun thuốc anh Tống Văn Bình ở Rồng Giềng, Kiên Giang. Mời bà con và quý vị chúng tôi cùng đi thực hiện phun thuốc với anh Bình. Đây là một công việc thường xuyên hàng ngày của đối với một trạm phun. Như bà con và quý vị đã thấy thì ở miền Tây lớn bà con cũng là sông yếu đi lại do kênh nước đến từ sông. Hiện nay chúng tôi đang di chuyển bằng xe lạng trên sông, phong cảnh rất là hữu tình. Anh Tống Văn Bình thì tham gia trạm phun của công ty cổ phần Phun Tech. Hiện nay anh có hai máy với kết nạp thêm siêu phẩm T30. Hôm nay là cho bà con quý vị chúng ta cùng thế đi cùng với trạm phun ở trên những cánh đồng để chúng ta xem cái hiệu quả làm việc của một chiếc T30, xem nó thực sự nó như thế nào. Mời bà con quý vị chúng tôi đang tiến hành đi vào những cánh đồng để thực hiện làm việc. Đây là công việc của các phi công đang kiểm tra máy trước khi cất cánh. Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành phun diệt mầm, quý vị và các bạn. Hiện nay miền Tây thì đang xuống giống vụ đông xuân, nên hiện nay bà con quý vị thấy ở trên miền Tây thì phần lớn là đang xuống giống. Đó, quý vị sẽ thấy đây là chiếc T30 đang hoạt động phun thuốc diệt mầm trên cánh đồng của Rồng Giềng, Kiên Giang. Theo lý thuyết thì chiếc T30 này tiếng đồng hồ nếu như để cho nó làm việc tối đa có thể thực hiện được lên tới 16 hecta. Quý vị thấy là khổ phun tối đa của nó lên 9 mét. Mà còn quý vị chúng ta thấy là cái lượng nước nó ra rất là ác. Đang phun diệt mầm nghe bà con quý vị. Bà con và quý vị nào có nhu cầu xin gọi điện cho trạm phun ở Rồng Giềng, trạm phun Tống Văn Bình. Anh Bình hiện nay có hai máy, một máy T30 và một máy T20, đảm nhiệm luôn cả chức năng phun thuốc, giải giống và giải phân. Trên các cánh đồng thì bà con chúng ta cần phải có những cái trạm sạc lưu động để thiết kế một cái trạm sạc với một cái bộ nguồn nhiệt điện mô. Hãy subscribe.